Và tiếp nối chương trình xin mời tiếng hát của anh Nguyễn Phụng, xin mời anh. Dạ, kính thưa tất cả quý anh chị em, lời nói đầu tiên của tôi và xin được trân trọng kính chào tất cả quý anh chị em và kính chào gia đình của anh Minh Kiều, và kính chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Sau đây liên tục chương trình, Nguyễn Phụng tôi xin được trình bày ba câu dụng cổ được mang tên đề Tình Hận Thâm Cung, sáng tác của cố soạn giả Diễn Châu. Thank you.
của Phụ rất nhiều.